Phụ trách chương trình xứng quân viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tầng của đài BCTV và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình đã cho biết rằng tuyết buổi sáng đã rơi trên lăng mộ Grant ở thành phố New York. Một cơn bão mùa đông mạnh di chuyển nhanh đã đổ tuyết dày đặc xuống vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 2, khiến việc đi lại của hàng triệu người Mỹ trở nên lộn xộn, đồng thời buộc các trường học phải đóng cửa và tàn phá hoạt động di chuyển bằng đường hàng không khắp khu vực. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã cho biết hơn 30 triệu người từ Tây Virginia về phía đông bắc đến New England đã nhận được cảnh báo bão mùa đông khi mà cơn bão Nor'easter tấn công nhiều khu vực trong khu vực với lượng tuyết dày và ẩm ướt dày lên tới 9 inch. Kính thưa quý vị, tại thành phố New York, thành phố đông dân nhất nước à, Hoa Kỳ thì nước chuyển thành tuyết vào sáng sớm và thành phố dự kiến sẽ có lượng tuyết dày tới 7 inch trong suốt cả ngày, khiến điều kiện lái xe trở nên nguy hiểm. Các khu học chánh trên toàn khu vực đã hủy các lớp học trực tiếp trong ngày, bao gồm cả thành phố New York, nơi đang tổ chức các lớp học từ xa cho một triệu học sinh của mình. Cơn bão mang đến sự kết thúc rõ ràng cho hạn hán tuyết ở thành phố New York kéo dài gần 2 năm. Khoảng thời gian không có tuyết làm tăng thêm mối lo ngại về hiện tượng nóng lên toàn cầu đã chính thức kết thúc vào giữa tháng Giêng. Khi một vụ nổ ở Bắc Cực giảm khoảng 1,4 inch, chỉ hơn một hạt bụi, ở công viên trung tâm của Manhattan. Trong khi đó, thì ở Connecticut đã thoát khỏi tuyết dày. Kính thưa quý vị, một cơn bão mùa đông mạnh đã di chuyển nhanh, đã bao phủ vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ vào hôm thứ ba ngày 13 tháng 2 với tuyết rơi dày đặc, tạo ra điều kiện lái xe nguy hiểm cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Đồng thời cũng buộc các trường học phải đóng cửa và tàn phá việc di chuyển bằng đường hàng không. Hơn 30 triệu người từ Tây Virginia đến New England phải nhận cảnh báo bão mùa đông khi Nor'easter tấn công nhiều khu vực trong khu vực với lực lượng tuyết dày và ẩm ướt từ 6 inches cho đến 10 inches. Và cơ quan thời tiết cũng đã cho biết, người dân Connecticut đang đào bới tuyết dày ẩm ướt, thỉnh thoảng rơi với tốc độ là 2 inches trong một giờ. Thưa quý vị, tiếp theo phần tin về thời tiết thì NYC đã chứng kiến tuyết tạm lắng cảnh báo về băng loan lỗ nguy hiểm trên đường suốt sáng ngày thứ tư. Một cơn bão mùa đông mạnh di chuyển nhanh đã bao phủ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào ngày thứ ba ngày 13 tháng 2, với tuyết rơi dày đặc tạo ra điều kiện lái xe nguy hiểm cho hàng triệu người Mỹ, đồng thời buộc các trường học phải đóng cửa và tàn phá việc di chuyển bằng đường hàng không. Tại thành phố New York, thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ, mưa chuyển thành tuyết vào sáng sớm. Thành phố dự kiến sẽ có lượng tuyết dày lên tới 7 inch trong suốt cả ngày, tạo ra điều kiện lái xe nguy hiểm. Zachary ASCO là ủy viên cơ quan quản lý khẩn cấp của thành phố New York đã cho biết, cho đến nay thì chúng tôi đã quan sát thấy tuyết rơi khoảng 3 cho đến 4 inch. Chúng tôi dự đoán lượng tuyết sẽ tích tụ tổng cộng khoảng 4 đến 6 inch trong suốt sự kiện này. Thời gian còn lại của ngày hôm nay thật sự còn sót lại với lượng tuyết rơi nhẹ đến vừa chiều nay. ISCO đã kêu gọi các tài xế hãy thận trọng. Kính thưa quý vị, Buma đã bơi đường dài trên sông Chile. Một chiếu báo sư tử đang bơi lội đã gây ra kinh ngạc cho những người chứng kiến khi đã chứng kiến nó vượt sông từng sải một ở miền nam Chile vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 2. Các nhân chứng đang đi du lịch qua một trong những con sông ở miền nam Chile thì họ đã nhìn thấy một số nước bắn tung tóe và nghĩ rằng một con vật đang chích đuối chỉ để phát hiện ra con mèo lớn đang cố gắng hoàn thành kỳ tích của mình. Theo những người xem, thì chiều rộng của con sông không được tiết lộ là khoảng 200 mét. Và trong khi đó thì Alberto Duarte là bác sĩ thú y và là người quản lý phúc lợi động vật tại vườn thú Buin ở Chile đã xác nhận rằng con vật đã được nhìn thấy đang bơi là một con puma, một loài động vật có nguồn gốc từ châu Mỹ. Đồng thời cũng nói thêm rằng hành vi bơi dài của nó là bình thường, nhưng hành vi bất thường đối với loài này chỉ ra rằng một số báo sư tử bơi có thể thoát khỏi kẻ săn mồi và đôi khi để rút ngắn khoảng cách. Bất chấp niềm tin phổ biến, một số thành viên của họ mèo lớn này là những tay bơi giỏi như là hổ. Theo Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú quốc gia Smithsonian, thì hổ là loài bơi lội lão luyện. Chúng thường xuống nước để trốn ruồi hoặc là giải nhiệt, đồng thời cũng có thể dễ dàng băng qua sông Hồ Rộng khoảng 5 dặm, tức là khoảng 8 km. Kính mời quý vị quay sang phần tin từ Việt Nam. Nhiều người tử vong và bị thương vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong dịp Tết. Hàng trăm người tử vong và bị thương vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết ở Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, gọi tắt là VGP News, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cho biết, trong ngày 13 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. Theo ủy ban này, so với ngày 12 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết, thì số vụ tai nạn giao thông tăng 35 vụ, thêm 7 người chết và 20 người bị thương. Và trong ngày 13 tháng 2, tin đã cho hay lực lượng chức năng đã xử lý 13.000 trường hợp trên đường bộ, gồm 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ, 17 trường hợp dương tính ma túy. Họ phạt tiền lên tới 33.000 tỷ đồng, tạm giữ 225 ô tô, gần 6.000 xe mô tô và uh, tước 3.000 giấy phép lái xe các loại. VGP News dẫn dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cho biết rằng, trong 6 ngày nghỉ Tết, tức là từ ngày 8 cho tới ngày 13 tháng 2, cả nước đã xảy ra 466 vụ tai nạn giao thông, làm 187 người chết và 435 người bị thương. Tin còn cho hay trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng cũng xử lý 24.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Và kính thưa quý vị, dịp Tết nguyên đáng đã được tổ chức tại Canada, Hungary và Italy. Lễ hội mùa xuân với các điệu múa dân gian truyền thống và các hoạt động văn hóa khác đã mang tinh thần lễ hội theo mùa đến Canada, Hungary và Italy, mang đến cho người dân ở đó cái nhìn thoáng qua về tấm thảm rực rỡ của văn hóa Trung Hoa. Lễ hội mùa xuân, còn được gọi là Tết Nguyên Đán, là lễ hội quan trọng nhất đối với người dân Trung Quốc, rơi vào ngày 10 tháng 2 năm nay, mở ra năm con rồng. Vào hôm Chủ nhật, các hiệp hội cộng đồng người Hoa và khoảng 100 nhóm nghệ thuật đã tham gia cuộc diễn hành năm phố mới ở khu tàu ở Vancouver, Canada, đánh dấu kỷ niệm 50 năm sự kiện lễ hội này. Một người tham gia cuộc diễn hành đã cho biết, thật là buồn cười, tôi thích khiêu vũ, tôi thích âm nhạc, và tôi yêu mọi người. Trước đó vào ngày 3, ngày 4 tháng 2, thì hội chờ chùa lễ hội mùa xuân với thư pháp, hội họa, tranh đường và các hoạt động văn hóa khác của Trung Quốc cũng đã được tổ chức tại thủ đô Budapest ở Hungary, thu hút gần 30.000 du khách. Và một lần nữa phụ trách chương trình Sướng Quân Viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi bản tin tức tổng hợp của đại bctv và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc xin hân ái kính chào quý vị